Dũng Cá xin kính chào các anh chị đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị về cái chủ đề, đó là cái vai trò của vi khuẩn trong nuôi tôm và cái cách để ủ men vi sinh đúng. Thì hôm trước Dũng cũng đã có làm một cái video để chia sẻ về cách để ủ men vi sinh để dùng trong xử lý ao. Thì qua cái video này thì cũng rất là nhiều bạn xem và cũng tương tác, cũng gọi điện hỏi Dũng và về cái cách ủ là một số cái câu hỏi như thế này, tức là ủ nhiều xài sao hết, hoặc là dùng cái Super VS sụp khí với cám gạo và mật đường có hiệu quả không, hoặc là cái EM mà dạng thùng á, thì theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất là ủ 7 ngày vậy là có nên sụp khí hay không. Thì qua tất cả những câu hỏi này thì Dũng thấy là các bạn hiểu chưa đúng về cái phần ủ men vi sinh, do đó là Dũng cái làm video này để chia sẻ tiếp, để giúp các bạn có thể là hiểu sâu hơn về các cái chủng men vi sinh, để từ đó là chúng ta có một cái cách ủ hợp lý. Ví dụ như trong video Dũng có chia sẻ là ủ 100 lít thì đối với những cái farm, những cái hộ nuôi nào mà có nhiều ao á, xử lý á, thì chúng ta làm nhiều, còn đối với chúng ta ít ao, một vài ao á, cái lượng nước ít á, thì chúng ta ủ vừa đủ xài thôi, thí dụ ủ 15, 20 lít, 30 lít á, tùy các bạn, chứ không nhất thiết phải ủ 100 lít. Rồi cái dùng cái Super VS có sụp khí không, thì cái nhóm Super VS thì các bạn phải coi là nó chủ yếu là cái nhóm Rodo, tức là vi khuẩn quang hợp, tức là cái dạng vi khuẩn nó không cần oxy, do đó là mình cũng đâu nhất thiết phải sụp khí. Rồi cái dạng EM là cái dạng khác nữa, thì cái này một lát trong cái phần ủ đúng cách thì Dũng sẽ chia sẻ thề về cái vụ EM này, thì để chúng ta làm cho đúng. Thì quay trở lại cái phần đầu của chủ đề hôm nay, đó là cái vai trò của vi sinh vật trong nuôi tôm. Thì vi sinh vật thì thường nó có hai dạng, tức là các cái men vi sinh á, thì người ta đưa cái men vi sinh vào trong cái nuôi trồng thủy sản, thì người ta làm chủ yếu là người ta làm ra hai dạng. Cái thứ nhất là cái dạng bột, dạng bột hay là dạng viên. Cái thứ hai là dạng nước. Thì thông thường á, cái dạng nước á, cái lượng vi khuẩn nó sẽ ít hơn cái dạng bột. Cái dạng bột thì nó chủ yếu là cái vi sinh vật nó dạng nghỉ, nhưng mà cái lượng vi sinh vật trong cái dạng bột nó sẽ nhiều hơn. Và mỗi một cái gói men vi sinh hay là cái chai, một cái thùng vi sinh, nó thường có thành phần, nó là một cái thứ nhất á, đó là các cái vi khuẩn có lợi, ví dụ như là các nhóm bacillus nè, các nhóm lactobacillus, cái nhóm vi khuẩn quang hợp vân vân, đó là những cái vi khuẩn có lợi. Rồi kèm theo đó là những cái chất dinh dưỡng để nuôi vi khuẩn đó, ví dụ như là đường, cám gạo hay là muối, các cái loại muối canxi, muối magie vân vân đó. Thì những cái chất này người ta sẽ thường bổ sung, coi như là thành phần của men vi sinh nó bao gồm những cái vấn đề đó. Thì cái men vi sinh này á, thì khi mà dùng trong cái nuôi tôm á, hay là nuôi tôm nuôi cá nói chung á các bạn, thì người ta thường sử dụng là, một là người ta trộn vào thức ăn, hai là người ta dùng để đánh xuống môi trường. Nó chỉ có hai cách đó là hiện tại là phổ biến thôi. Thì khi mà trộn vào thức ăn á, thì nó sẽ có những cái chủng riêng. Ví dụ mục đích là trộn vào thức ăn là để giúp nó tiêu hóa tốt thức ăn, và một phần nó để là có thể là nó tiết ra một cái số cái enzyme để dễ tiêu hóa, và một cái số chất để chống lại những cái vi khuẩn mà nó có hại trong cái đường ruột của tôm đó. Rồi cái xử lý môi trường á, sử dụng để xử lý môi trường thì nó để cải thiện cái các yếu tố môi trường, cải thiện chất lượng nước, rồi nó giảm khí độc vân vân. Thì đó là những cái mục đích chính của cái men vi sinh khi sử dụng trong ao tôm. Cơ chế tác động của men vi sinh thì cái thứ nhất nó là tiết ra cái enzyme. Thì các bạn biết là men vi sinh á, thì nó một số cái chủng nó có khả năng tiết ra cái enzyme, ví dụ như cái bacillus tiết ra cái enzyme, ví dụ như enzyme protea, liba hay là các cái cellula, là tức là những cái enzyme này, cái nhiệm vụ của những enzyme này nó là một cái dạng chất xúc tác để nó phân cắt các cái chất ở trong môi trường, ví dụ như phân cắt cái thức ăn thừa, phân tôm, nó phân cắt cho nhanh hơn, nó tác dụng phân cắt, và từ đó nó phân cắt ra thành những cái phân tử nhỏ hơn, lúc đó là cái vi khuẩn mới sử dụng
cái những cái phân tử đó. Và một cái thứ hai, cái nhiệm vụ nữa đó là nó sẽ tiết ra những cái độc tố kháng khuẩn, ví dụ như là difluoxidine nè, oxy difluoxidine, tức là những cái chất này gọi là những chất kháng khuẩn, thì nó có tác dụng là nó kìm hãm những cái vi khuẩn gây hại, ví dụ như cái nhóm viro, hoặc là nó có thể là tiêu diệt luôn vi khuẩn đó, những vi khuẩn nào yếu thì có thể bị tiêu diệt luôn. Về một cái vai trò nữa đó là cạnh tranh cái mật độ với cái vi khuẩn có hại, tức là khi mà chúng ta đưa vào môi trường cái lượng vi khuẩn có lợi nhiều, thì khi mà nó sinh sôi nảy nở phát triển thì cái lượng vi khuẩn có hại nó sẽ không có điều kiện để sinh sôi nảy nở phát triển, do đó là nó sẽ cạnh tranh, đó nó kìm hãm sự phát triển của cái nhóm vi khuẩn có hại. Và cái thứ tư đó là nó tăng cường cái dinh dưỡng, tức là khi mà nuôi tôm mà chúng ta đưa cái vi sinh vào và kết hợp với cám gạo hay mực đường để tạo ra những cái dạng là hạt lóc á, tức là gọi là bioflock, tức là những cái hạt lơ lửng trong nước, nó vừa có vi sinh nè, nó vừa có những cái chất lơ lửng, những cái mùng bã hữu cơ, rồi nó sẽ tạo thành những cái hạt lơ lửng trong nước, chính cái đó là cái nguồn thức ăn, cái nguồn dinh dưỡng quan trọng cho tôm. Thì tóm lại là như vậy, thì cái việc sử dụng men vi sinh nó có cái tác dụng cụ thể. Cái thứ nhất đó là đối với mà đưa vào cái hệ thống đường ruột của tôm thì nó giúp là nâng cao cái hiệu quả sử dụng thức ăn, cũng như là nâng cao cái sức khỏe, cũng như là sức đề kháng của tôm. Còn khi mà sử dụng cho môi trường thì nó sẽ giảm được cái vấn đề về ô nhiễm môi trường của ao nuôi và xung quanh do tôm gây nên, và nó làm ổn định cái chất lượng nước và nền đáy ao tôm. Đó, như vậy thì cái vai trò của vi sinh vật rất là quan trọng, do đó là trong quá trình nuôi thì chúng ta thường xuyên sử dụng cái vi sinh vật này thì rất là hiệu quả. Thì quay trở lại cái nội dung là cái cách ủ men vi sinh đúng cách, thì lúc trước là Dũng có chia sẻ một cái video này rồi, thì các bạn có thể là quay lại các bạn xem cái video này để chúng ta thấy phân biệt rõ ràng. Là cái thứ nhất đó là cái nhóm dị dưỡng hiếu khí bắt buộc, thì đó là những cái nhóm ví dụ như Bacillus, thì một số cái dòng của cái Lactobacillus, thì khi mà nó thuộc cái nhóm đó thì bắt buộc là chúng ta phải xử lý theo cái dạng là chúng ta sụp khí. Thì sau đó là Dũng hướng dẫn các bạn là đưa những cái cơ chất vào, ví dụ như là cám gạo hay là cái mật đường, đó là những cái chất để vào đó là nó tăng sinh, là do nó chúng là những cái dinh dưỡng cần thiết cho cái nhóm vi khuẩn này. Đó, cái nhóm thứ hai là cái nhóm quang hợp thì nó cần ánh sáng, đó là nhóm rudo. Khi mà nó cần ánh sáng thì bằng cái kiểu gì, các bạn bổ sung vào đó những cái chất gì thì phải đưa cái ánh sáng vào thì nó mới tăng sinh tốt, thì đó là cái nhóm rudo. Còn một cái nhóm nữa là nhóm em thì các bạn hay hỏi rất nhiều, là khi các bạn coi xong cái clip này thì Dũng mới nói cái hai nhóm này thôi. Còn cái em là khác, em thì nó là effective microorganism, tức là cái vi sinh vật mà hữu ích. Thì vi sinh vật hữu ích này trong đây thì nó sẽ bao gồm nhiều cái chủng, thì có cả cái vi khuẩn quang hợp là của cái nhóm trên đây, rồi cái vi khuẩn lactic, rồi cái nấm men, xạ khuẩn, nấm mốc, và kể cả những cái nhóm dị dưỡng hiếu khí. Tức là cái nhóm em này nó có cả là kỵ khí và hiếu khí, tức là vừa cần không khí và vừa không cần không khí. Do đó là khi người ta đưa cái nhóm này cái nào nhiều á, thì người ta sẽ hướng dẫn chúng ta theo cái cách ủ của người ta, tức là ủ theo cái dạng là kỵ khí, tức là ủ kính, là không cần không khí, không đưa không khí vào thì gọi là cái cách ủ kính. Còn cái dạng mà ủ theo cái kiểu mà ủ sụp khí thì lại là cái khi mà cái nhóm hiếu khí nó nhiều. Đó, do vậy thì đối với những cái trường hợp này thì các bạn áp dụng theo cái hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Do đó nhiều bạn thì mua cái em thì lại hỏi theo cái cách này thì nó lại không đúng. Còn chúng ta lấy mua cái gói, ví dụ các bạn mua một cái gói men dạng bột là Bacillus, thành phần chủ yếu là Bacillus để xử lý cái đáy và nước ao, thì các bạn muốn tăng sinh thì tất nhiên các bạn phải áp dụng theo cách này. Chứ còn các bạn ủ yếm khí á, thì những con Bacillus này nó cần không khí, ủ yếm khí thì nó không có phát triển. Và mặt khác thì có một số cái trường hợp các bạn ủ yếm khí thì nó không nhân cái sinh khối nhiều, nhưng mà nó sẽ biến chuyển thành cái dạng men.
gọi là cái enzyme, các cái enzyme, và enzyme nó cũng có cái tác dụng, nó là chất xúc tác như lúc đầu Dũng có chia sẻ đó, nó là chất xúc tác để giúp cho cái quá trình chuyển hóa nó nhanh hơn đó. Thì về cơ bản thì men xuống dưới nó cũng, khi mà nó sử dụng, nó xử lý thì nó cũng sẽ phóng thích ra cái enzyme, rồi sau đó nó mới tiếp cái quá trình nữa. Còn nếu mà chúng ta tạo ra nhiều cái enzyme nó phân cắt rồi nhưng mà phải có nhiều cái men vi sinh để chúng xử lý nữa, thì cái quá trình mà xử lý cải tạo cái ao nuôi chúng ta mới hiệu quả và an toàn. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hãy nhớ là subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tạm biệt các bạn.